Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái đề tài là sự giấu mặt của luật nhân quả. Tại sao chúng ta đặt cái vấn đề là sự giấu mặt của luật nhân quả? Bởi vì thế này, là một người bình thường, không ai nhìn thấy cái sự vận hành của luật nhân quả hết. Không ai nhìn thấy rằng cái một người đó làm điều ác rồi họ phải chịu cái quả báo đau khổ hết. Mọi việc nó cứ rời nhau ra. Không ai thấy một người làm cái điều thiện rồi họ được may mắn hạnh phúc trong đời sống họ hết. Không thấy. Ở chỗ này có người làm ác, chỗ kia có người làm điều thiện. Thấy một chỗ khác có người được sung sướng, có người đau khổ. Đó là những sự tình đó không liên quan, không dính líu gì với nhau hết. Và thấy mọi chuyện cứ như là ngẫu nhiên. Là con người, hễ cái tánh ác thì cứ làm ác, người tánh thiện thì cứ làm thiện. Còn ai hên thì được may mắn, được thành công, ai xui thì gặp thất bại, gặp đau khổ. Đó là mọi việc chả gì dính líu nhau hết trơn. Rồi cái Đức Phật hoặc là một số vị thánh nói rằng có cái luật nhân quả đó. Nghĩa là cái người nào làm ác, mình hại người ta đau khổ thì mình sẽ bị đau khổ. Cái người nào đem niềm vui cho người khác thì sẽ được an vui hạnh phúc. Thì bậc thánh mới ghép những sự tình đó lại. Nó có nguyên nhân chứ không phải khi không. Thì đa phần chúng ta tin. Có một số người không chịu tin vì họ không muốn có cái sự công bằng. Họ không muốn công bằng tại vì nào giờ họ hay lấn hiếp người khác, họ hay làm ác. Bây giờ mà nghe nói họ sẽ bị trả quả, họ sợ nên họ không muốn tin cái luật nhân quả. Còn đa phần mọi người có cái lương tâm đều muốn rằng luật nhân quả là đúng, để cho mọi người có cái sự công bằng để sống. Đa phần ta muốn tin, còn những người ác thì mới không chịu tin. Nhưng mà tin thì tin, có người cũng đặt cái vấn đề là phải chi cho tôi biết nhân quả thì trước đây tôi đã không làm những điều sai quấy. Bây giờ đến với đạo, nghe quý thầy giảng về luật nhân quả, nhân nào quả nấy, tôi tin, tôi sợ, tôi muốn sửa. Nhưng những điều mà tôi đã làm trong quá khứ rồi thì không kéo lại được nữa. Tôi rất là hối hận. Phải chi cho tôi thấy được cái luật nhân quả từ đầu, hay từ khi còn nhỏ, hay là ai sinh ra trên đời cũng đều biết trên đời này có cái luật nhân quả vận hành thì không ai làm ác hết. Quý Phật tử có hỏi câu đó chưa? Có tự mình hỏi chưa? Có người đã than như vậy phải không? Phải chi là hồi mới sinh ra đời ai cũng đã biết nhân quả, biết cái người đó họ khổ vì đâu họ khổ, trước đây họ có làm điều gì sai, hoặc thấy một người sung sướng giàu sang, biết ngay đây trước đây họ đã làm điều gì tốt. Nếu mà chúng tôi nhìn thấy cái nhân quả rõ ràng thì chúng tôi đã tự tu từ sửa, không đợi ngày hôm nay mà đợi công an bắt, hay là đợi phải mắc quả báo, hoặc đợi quý thầy phải khổ công dạy dỗ rồi mới bắt đầu tu hành, mới biết tin nhân quả. Nhưng tại sao luật nhân quả giấu mặt đối với chúng tôi? Tại sao luật nhân quả giấu mặt để cho chúng sinh mê mờ không biết đường đi mà chìm trong cái tội lỗi rồi chịu bao nhiêu là đắng cay khổ sở? Chúng ta có đặt vấn đề như vậy chưa? Có phải không? Có đặt vấn đề. Phải cho tôi biết nhân quả tôi tu liền. Nhưng mà tại sao luật nhân quả giấu mặt, không cho ai biết hết, để mà mọi người cứ si mê lầm lỗi hoài? Đây là điều chúng ta đặt vấn đề. Rồi đôi khi chúng ta trách thần thánh. Ví dụ như là có hai vợ chồng nó nghèo, lấy nhau, dắt díu nhau đi làm ăn. Đi làm ăn lại cái tỉnh xa, thì cái người vợ bắt đầu mang bầu. Trong lúc đó thì đáng lẽ là hai người cùng phải đi làm việc, thuê cái nhà để ở. Nhưng mà người vợ mang bầu rồi, cái không phải đi làm được nữa, phải ở lại nhà vì sức khỏe kém. Một mình người chồng đi làm. Một mình người chồng đi làm thì không đủ vừa trả tiền nhà mà vừa sống nữa, ăn sống nữa. Cho nên nó thiếu trước hụt sau, rồi người chủ nhà đuổi ra khỏi cửa. Đuổi ra khỏi cửa thì than trời trách đất, kêu trời kêu Phật cầu cứu. Mình không biết họ đạo gì, nhưng đại khái họ đã kêu gọi tới thần thánh, họ cái tôn giáo gì đó, họ Thiên Chúa thì họ kêu Chúa, họ đọc Phật thì họ kêu Phật. Kêu họ xách cái gói đi mà nước mắt tầm tã. Thì họ đi lúc đó, lúc có cái khung cảnh đó, cái chuyện này là cũng nhà văn của Mỹ họ viết. Lúc mà đất nước Mỹ vào cái thời sơ khai, đường xa vắng, cái người chồng mới kè cái người vợ đi. Thì cứ đi, người vợ cứ lên cơn sốt từ từ, lên cơn sốt từ từ, cho đến một khúc đường vắng người vợ tắt thở chết. Thì cái câu chuyện nó viết nó dừng lại ở chỗ là người chồng quỳ xuống, gào thét với trời, God, God, my God. Cái là vợ mình nằm ở chết, mà con này nằm trong bụng, giữa đường, giữa xá, không một bóng nhà. Chuyện dừng ngang đó, không nói nữa. Ai muốn nghĩ sao đó nghĩ. Chuyện có một cái, không có cái happy end, không có một cái kết thúc có hậu, mà để làm gì? Cái chuyện đó nó vẫn có trên cuộc đời này không? Có thật trong cuộc đời không? Vẫn có thật cuộc đời. Cuộc đời có những mảnh đời tan nát như thế, đau khổ như thế. Những lúc đó, ta kêu trời, kêu Phật, kêu thần, kêu thánh mà không hề được sự giúp đỡ.
dường như thần thánh quay lưng. Và chúng ta đặt vấn đề, nếu quả thật thần thánh của các tôn giáo là linh thiêng, tại sao đã để cho những chúng sinh đau khổ đến tột cùng như vậy, bất hạnh đến tột cùng như vậy? Bởi vì nếu mình đặt mình trong hoàn cảnh đó mình sao? Nếu mình đặt mình trong hoàn cảnh một người chồng thương yêu vợ mình, thương yêu con mình, mà người vợ bệnh bị đuổi ra khỏi nhà hai vợ chồng rồi gục chết giữa đường vậy, mình sẽ nghĩ sao? Lúc đó chắc mình cũng chết theo, phải không? Với tình thương là tim vỡ mà chết theo. Nên là thần thánh ở đâu khi mà chúng sinh đã kêu gào thảm khóc như vậy? Chúng thấy giống như lúc đó thần thánh thản nhiên trước nỗi đau khổ của con người. Tại sao? Quý Phật tử có tin có thần thánh không? Nhưng tại sao thần thánh không cứu? Tại sao thản nhiên lạnh lùng như vậy trước cái nỗi đau khổ tột cùng của chúng sinh như vậy? Nhưng mà quý Phật tử có nghe những sự kiện mà một người gặp nạn đau khổ, niệm Phật Quan Âm mới được cứu, có không? Có luôn. Như vậy tại sao có người thần thánh đã cứu? Vì rõ ràng linh, nghĩa là thấy cái chết trước mắt mà niệm Phật khóa qua liền, rõ ràng là có sự cứu giúp. Nhưng mà có những trường hợp như đôi vợ chồng kia vậy, bị đuổi ra khỏi nhà rồi chết giữa đường, là thần thánh không cứu giúp luôn. Tại sao? Tại sao? Nên ở đây chúng ta phải hiểu, nếu chúng ta chỉ tin rằng có một thần thánh để mà cai quản thế gian, ta sẽ không bao giờ lý giải được những trường hợp mà giống như thần thánh lạnh lùng, bất lực hay là tàn nhẫn trước đau khổ của con người. Chỉ khi nào chúng ta hiểu có cái luật nhân quả thì ta mới hiểu vì sao. Vì sao là, ví dụ bây giờ chúng ta đứng ở ngoài cái cửa rào, chúng ta nhìn vào một cái căn nhà thì chúng ta thấy ông bố ông cầm cái rô mây lên, mặt ổng là đỏ phừng phừng lên, ổng đạp đứa con ổng dưới chân, ổng đè nó xuống, bắt nó nằm sắp xuống mà nó không nằm, ổng lấy chân ổng đạp nó, một chân ổng giữ trên lưng nó, còn một tay kia ổng cầm rô mây ổng quất túi bụi lên. Thì mình nghĩ sao? Lúc mình nghĩ sao? Thường lúc đó là mình la lên, phải không? Mình tìm cách mình cứu thằng nhỏ, nó quánh thằng nhỏ nó chết bây giờ. Đó là vì mình thấy cái quả. Chứ có một người khác cũng đứng nhìn thấy cái ông bố đánh thằng bé đó, mà họ đứng họ nhìn lặng lẽ, họ không làm gì hết, không kêu, không la, không ngăn, không cản. Vì sao vậy? Bởi vì nửa tiếng trước đó, cái ông mà thứ hai đấy, cái ông mà đứng thản nhiên, ông nhìn thấy cái thằng bé này nè, nó lấy con dao nó đâm cái thằng bạn nó một cái, để nó giật cái túi tiền. Thằng kia thì không chết, nhưng mà lúc đó người ta mới mét tới thì hỏi rằng nó nhận tội. Nhà ông lão nào giờ ông dạy nó đàng hoàng, không bao giờ dạy nó cướp người ta kiểu này. Mà hôm nay nó làm nhục nhã gia đình, nó đánh bằng tất cả cái sự căm phẫn của ông. Bởi vì bao nhiêu năm tháng là từ nhỏ ông đã dạy, mà ngày hôm nay nó thành ăn cướp. Mới bị lớn tuổi mà đã cầm dao đi đâm người ta, giật cái túi tiền. Ông giận quá, nên hai người đứng nhìn. Một người đã không nhìn thấy nửa tiếng trước thằng bé nó làm cái gì, cho nên la lên, ý trời sao anh tàn nhẫn, anh đánh con anh đánh nó chết bây giờ. Nhưng một người kia chứng kiến trước đó nửa giờ cái thằng này nó là quỷ, nên đứng nhìn bình thản, nhìn thấy người cha đánh. Có không? Đúng không? Quý Phật tử công nhận cái hai tâm trạng đúng không? Đúng phải không? Thần thánh cũng vậy. Giờ nhìn thấy một cái người, hai vợ chồng đó dắt dìu nhau đi ra khỏi cái nhà bị đuổi, rồi lát gục ngã chết trên đường hoang vắng, không một bóng người cứu giúp, thần thánh tỉnh queo. Bởi vì biết gì? Quả thật, hai vợ chồng này kiếp trước cũng đã vậy, đã tàn nhẫn đuổi một người bệnh hoạn, đau khổ ra khỏi nhà mình vì họ không đủ cái tiền thuê, mà không phải làm một lần, làm rất nhiều lần. Nhưng ngày hôm nay quả báo phải đến mà nó thành định nghiệp, nên nhìn bình thản để họ trả nghiệp. Còn ta không nhìn thấy nhân quả trước, ta xót xa, ta nói cuộc đời sao bất công, chủ nhà sao ác độc, thần thánh thì lạnh lùng. Vì ta không thấy nhân quả, cho nên ta trách trời trách đất. Còn thần thánh thì biết nhân quả, cho nên biết trường hợp nào nên cứu, trường hợp nào nên không. Trường hợp nào nên cứu là sao? Ví dụ như có một người vậy, nên là trong đêm mưa gió chèo chiếc xuồng trên sông, rồi cái bị mưa gió cuốn úp, rồi niệm Phật, tự nhiên ở dưới lòng sông nổi lên một cái bó tre vậy, đẩy lên đưa tấp vào bờ được cứu sống. Thì tại sao người này lại được cứu sống? Bởi vì người này có nghiệp, đáng lẽ chết đuối nhưng mà cũng đã tạo phước, nên cân qua sớt lại, thôi cho sống để tu tiếp. Thì khi mà được sống để tu tiếp như vậy thì người này phải nghèo, tại vì cái phước nó dồn qua cái cứu mạng sống thôi, không được giàu nữa. Mình tưởng mai mốt có đi làm phước gì làm không giàu, vì lúc niệm Phật là đã hưởng cái đó. Thần thánh trên cao họ sắp xếp hết mọi việc mà ta không biết. Nên đây là sự giấu mặt của luật nhân quả, khiến cho đạo đức con người bị thử thách tột độ. Chúng ta dùng cái chữ này, quý Phật tử nghe kỹ. Chính vì nhân quả giấu mặt nên đạo đức của con người bị thử thách tột độ. Nghĩa là sao? Là khi nhân quả giấu mặt thì đạo đức con người bị thử thách. Ý nghĩa rất là hay như thế này. Bây giờ hôm nào ta đi ngang cái vùng quê, ta thấy trong cái mái nhà tranh lụp xụp đó có cái tiếng khóc, ta dừng xe lại, ta vào ta hỏi chuyện gì.
thì ta thấy là trong nhà than khóc bởi vì có một người bố già bệnh gần chết, mà nhìn quanh nhà thì không còn gì để có thể bán được, thì ta mới giúp. Như vậy ta có đạo đức không? Có không? Tùy theo lúc mà ta giúp ta nghĩ cái gì trong đầu á. Nếu ta là người biết nhân quả thì lúc đó ta nghĩ gì trong đầu? Ta nghĩ thôi kệ, giúp mình có phước, mai mốt mua vé số trúng. Phải không? Tại mình biết nhân quả mà. Cho nên thôi mình móc, thôi nè, 1 triệu nè, đi mua thuốc uống đi nè nha, mua gạo ăn nè nha. Cái lúc đó mình yên tâm mà mình có được ít phước. Như vậy mình có đạo đức không? Không có đạo đức. Rõ ràng mình có hành động của đạo đức, mình có niềm tin nhân quả, nhưng bản chất mình không đạo đức, đúng không? Chính vì mình đã nghĩ tới ai lúc mình làm phước? Nghĩ tới bản thân mình, nghĩ tới cái quả báo bản thân mình sẽ hưởng được khi mình làm phước. Cho nên nhìn thấy người đó có cái hành vi đạo đức, có hiểu biết về giáo lý đạo Phật, có tin nhân quả, nhưng bản chất người đó không có đạo đức. Vì việc làm phước á, vẫn có cái gốc của sự ích kỷ. Cũng có một người như vậy, nghe tiếng khóc nái tranh rồi ghé vào thăm, cái thấy người ta nghèo khổ, có móc triệu ra giúp mà người này không biết nhân quả. Người này có đạo đức không? Có không? Coi chừng có. Bởi vì sao? Bởi vì người này có cái hành vi đạo đức là giúp người mà không biết nhân quả, không biết giáo lý đạo Phật. Nên có nghĩ tới quả báo không? Không. Đây ta thấy một nghịch lý. Người như vậy có đạo đức không? Có. Bởi vì lúc họ giúp người, họ nghĩ tới quả báo. Cho nên họ đạo đức hơn cái người tin nhân quả. Đúng không? Cay đắng chưa? Như vậy nào giờ Phật tử ta tin nhân quả thì ta không có đạo đức. Đúng không? Chúng ta suy luận một câu hết hồn liền. Có không? Đây là sự thật, phải công nhận đi. Đó là lý do tại sao mà ta thấy luật nhân quả đôi khi giấu mặt là vậy đó. Để muốn cho ta giúp người là bởi vì ta thương người thật sự, chứ không phải bởi vì ta tìm cầu cái quả báo cho mình. Nên vì vậy luật nhân quả nhiều khi không muốn cho ta thấy là có luật nhân quả, vì vậy phải giấu mặt vì vậy. Để thử thách đạo đức con người. Con người này giúp người là vì đạo đức, hay là vì thương người, hay là vì cái quả báo của chính mình. Chúng ta thấy suy luận mình thấy lạ lùng. Mình cứ tưởng người tin nhân quả sẽ đạo đức hơn, nhưng mà lại có nhiều trường hợp người tin nhân quả lại không đạo đức hơn, thua cái người mà không tin nhân quả. Đây là điều rất đáng ngạc nhiên. Và đây cũng là lý do tại sao mà nhiều người tu theo Phật nhưng rồi bước vào trong môi trường đạo, ta thấy họ vẫn hơn thua, vẫn đố kỵ, vẫn ganh tị, vẫn ác độc, vẫn lợi dụng mưu hại nhau. Có không? Có luôn. Bởi vì sao? Bởi vì họ lỡ biết nhân quả. Bởi vì mỗi khi họ làm một điều gì tốt, trong đầu họ cứ nghĩ tới cái quả báo. Họ nghĩ tới quả báo. Cho nên hành vi bên ngoài thì rõ ràng là làm một điều giúp người đạo đức, nhưng mà thẩm sâu trong tâm hồn vẫn là cái tâm ích kỷ ngự trị. Vì vậy họ cứ tồn tại lâu trong đạo, họ đi lâu trong đạo, cái ích kỷ nó cứ lớn dần, để họ cứ trở thành cái con người hơn thua đố kỵ, không trở thành con người thánh thiện được. Ta ngạc nhiên, nhiều khi ta gặp người xuất gia cũng bị vậy luôn. Có không? Có luôn. Ta không biết tại sao. Tại sao người này đã xuất gia, đã phủi bỏ hết mọi điều của trần thế, nhưng mà những biểu hiện cũng có vẻ là đố kỵ hơn thua ganh tị. Tại sao vậy? Chính vì cái chỗ này, cái chỗ độc hại của luật nhân quả. Bởi vì lỡ biết cho tới nơi, biết nhân quả, biết bằng như Bồ Tát thì ta không bị. Còn biết mà kiểu của phàm phu mà biết nửa chừng á, biết là gieo nhân nào gặt quả nấy, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu á, ta cứ hiểu cơ bản cỡ đó, rồi ta làm một điều gì ta đều tính tới cái quả báo ta sẽ được, vô tình ta nuôi lớn cái lòng ích kỷ của mình. Chính vì vậy mà luật nhân quả cứ che giấu với chúng sinh là vì vậy. Tại vì nếu mà giảng cho chúng sinh nghe thì phải có cái người giảng cho tới nơi tới chốn, còn không thì giấu luôn. Chứ còn mà cứ cho chúng sinh biết nhân quả mà biết nửa nạt nửa mỡ, chúng sinh dễ tăng trưởng cái tâm ích kỷ của mình mà không ngờ được. Thấy rõ là biết đạo, nhưng không ngờ là cái đạo đức bên trong thì lại là lui lại, không phải là tiến bộ. Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề, nhưng mà nếu bây giờ là không cho ai biết nhân quả hết thì chuyện gì xảy ra? Hoặc người đó sẽ rất là ác, tại vì biết không có quả báo, muốn làm gì đó thì làm. Hoặc là người đó nếu là đạo đức thì đạo đức thật sự luôn, để giúp ai là vì lòng thương người thật sự, không nghĩ tới quả báo của mình. Ta có biết đâu có quả báo đâu. Nên như vậy nếu mà không cho ai biết nhân quả hết thì nó lại xảy ra một trong hai trường hợp: hoặc là người đó sẽ trở thành người ác không còn gì kiềm chế được, hoặc là người đó nếu là tốt thì cực kỳ thánh thiện, vì họ làm mọi việc rất là vô tư, thương người một cách thật lòng, không có nghĩ tới quả báo của mình. Phải không? Và như vậy ở đây chúng ta biểu quyết xem là nên cho mọi người biết nhân quả hay nên giấu nhân quả luôn. Vì nên cho biết hay cho giấu luôn? Biết ha, chắc ha. Nếu biết thì phải biết cho tới
tới nơi tới chốn. Để tránh cái gì? Để tránh là khi làm những điều phước mà lòng mình cứ nghĩ tới cái quả báo, phải biết cho tới nơi. Do đó nếu ở đây tất cả chúng ta đều chủ trương rằng phải cho mọi người biết nhân quả, thì chính chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc đời. Điều này là chính chúng ta phải hiểu nhân quả cho tới nơi, mà khi ta giảng cái nhân quả cho người khác thì ta cũng phải giảng cho tới nơi. Quý Phật tử có giảng nhân quả cho gia đình, cho bạn bè mình không? Bảo đảm có, phải không? Bảo đảm có, bởi vì không có cái phước gì lớn bằng ta làm cho người khác hiểu biết nhân quả. Nhưng mà đừng hiểu biết mà nửa chừng. Phải giảng cho ai nhân quả là phải giảng cho tới nơi, tới chốn nha. Như vậy, vậy chúng ta nhất trí với nhau rồi. Bởi vì sao? Cái gọi là biết nhân quả và biết cho tới nơi, tới chốn á, là biết như cái tâm của Bồ Tát á. Bồ Tát là sao? Ví dụ thế này, ví dụ như bỗng nhiên một ngày đẹp trời, có một Bồ Tát hiện ra đứng ở trên đường Lạc Long Quân trước cửa chùa Long Hưng. Ví dụ như vậy, hiện ra cái Bồ Tát đó thấy có một chúng sinh đứng ở ngoài cửa chùa nghèo, cái Bồ Tát đó hiện ra 1 triệu cho. Nhưng mà nếu 1 triệu Bồ Tát hiện ra thành nó tiền giả mất rồi sao ta? Kẹt ha. Bởi vì Bồ Tát không có hiện ra tiền là vậy đó. Chứ mình đâu bao giờ mình đưa tay đứng trước tượng Phật, Phật cho con 1 triệu, Phật cho con 1 triệu. Cái tự nhiên trên tay mình hiện ra 1 triệu là tiền nó tiền giả. Tiền nó không có phải là từ ngân hàng nhà nước đưa ra là tiền giả, là vi phạm pháp luật. Mà Bồ Tát thì không bao giờ vi phạm pháp luật. À, cho nên vì vậy, thôi bây giờ mình đừng có nghĩ là Bồ Tát hiện ra 1 triệu cứu người đó. Mình nghĩ cách nào khác. À, ví dụ như Bồ Tát thấy người nghèo, cái Bồ Tát biết người kia có lòng hảo tâm, cái Bồ Tát lại mới nói người nghèo đây, anh hãy lại giúp. Chúng ta nhớ Bồ Tát toàn làm cò môi giới, với Bồ Tát ít làm trực tiếp lắm. Bồ Tát mới kêu cái người tốt bụng á, biết người này có tiền mà tiền trong túi người đó là tiền thiệt do ngân hàng nhà nước phát hành đàng hoàng, mới nói bị anh có người kia nghèo thế anh cho 1 triệu. Cái người kia sẵn là lòng tốt mà Bồ Tát nói có uy lực, cho nên mà cũng không biết người này Bồ Tát đâu, cái lại móc ra 1 triệu cho. Thì khi Bồ Tát mà làm một hành vi như vậy, Bồ Tát tạo cái phước cho cái người hảo tâm, phải không? Người hảo tâm có gì mà Bồ Tát có phước không? Có. Dù là mình không trực tiếp móc tiền mình ra, nhưng mình môi giới, mình làm cò, mình khuyến khích mình hướng dẫn, mình chỉ dẫn, thì mình cũng có cái phước. À, cái phước đó thường là bằng 1/10, nhớ như vậy, cái phước là 1/10, thường là như vậy. Thì trong 1/10 phước, Bồ Tát có nghĩ tới quả báo không? Có không? Nói chính xác à? Có không? Tại vì nếu không biết quả báo không phải Bồ Tát. Bồ Tát biết quả báo rất rõ ràng. Nhưng mà cái khác chúng ta là chỗ này, Bồ Tát biết có quả báo, nhưng mà có xem quả báo đó là điều thích thú quan trọng không? Không, khác chúng ta chỗ đó. Còn ta khác Bồ Tát ở chỗ là khi ta nghĩ tới quả báo, tâm ta sung sướng vui thích, ham muốn cái quả báo đó. À, ví dụ như là ta đến chùa, ta cất chùa, khi mà ta góp phần công đức, ta góp cái chùa này, ta cất cái chùa, ví dụ cái chùa Long Hưng đi, ta đến ta cúng thầy 10 bao xi măng, ta cúng thầy 1 thiên gạch, sau này ta sẽ được quả báo gì? Nhà cửa ta tốt đẹp. Tốt đẹp cỡ nào thì tùy cái số tiền ta cúng, mà tùy cái chùa đó tốt hay không nữa. Vì cái chùa đó mà mấy sư trong đó tu không tốt thì ta cúng vô cúng không có phước. Còn mà nếu chùa đó, trong chùa đó mấy sư tu tốt thì ta cúng vô phước ta rất là lớn. Ví dụ như ta cúng nhầm chùa tốt nên kiếp sau ta được cái nhà tốt. À, còn cái người đó họ cúng quá nhiều thì kiếp sau họ được cả những villa, cả những dinh thự to. À, tại cái phước của họ như vậy. Thì khi ta cúng cái chùa, khi đầu ta nghĩ tới một kiếp nào đó nhà ta sẽ là dinh thự, là binh đinh, thì ta thích không? Ta thích. Đó, đây là chỗ ta là phàm phu. Còn Bồ Tát, ví dụ Bồ Tát cũng đến cúng cái chùa, Bồ Tát cũng biết sau này mình cũng có cái villa, nhưng mà thích không? Không thích. Khác nhau chỗ đó thôi. Khác nhau cái chỗ là không quan trọng quả báo, không màng tới quả báo là thành Bồ Tát. Còn cái người mà khi làm một điều tốt, gây một cái nhân lành mà quan trọng cái quả báo quá, thì người đó là phàm phu. Khác nhau chút xíu đó. Bây giờ ta muốn làm Bồ Tát hay làm phàm phu? Bồ Tát hay phàm phu gì, gieo nhân đều được quả giống nhau. Cúng chùa, cất chùa, sau này được nhà to. Bố thí, gạo, tiền, đắp đường, bắt cầu thì sau này được giàu có, quả báo như nhau. Nhưng một người Bồ Tát, người phàm phu chỉ bởi vì một người rất thích quả báo, rất quan trọng cái quả báo, còn người không màng, không quan trọng. Mặc dù biết quả báo vẫn phải tới, người đó thành Bồ Tát. Giờ ta làm Bồ Tát hay làm phàm phu? Muốn làm Bồ Tát hay làm phàm phu? Thiệt không? 20%? Nghi quá à. Chúng ta nói cho mạnh miệng nha. Vì sao vậy? Bởi vì sau này khi ta đem cái đạo lý nhân quả này, ta nói cho các bạn ta nói cho gia đình ta, ta cũng phải nói tới cái chỗ này, nói tới cái chỗ mà Bồ Tát hay phàm phu hiểu về nhân quả, phải hiểu tới như vậy, thì sau này chúng ta có làm vô số những điều lành, lòng ta thật sự là đạo đức. Ta thật sự là đạo đức. Nên không vì biết nhân quả mà ta
mất đạo đức như là cái người biết nửa chừng hồi nãy, phải không? Đó là như vậy, người ta đồng ý với nhau ha. Đó là lý do tại sao mà luật nhân quả cứ giấu mặt. Nhưng mà thật ra luật nhân quả có giấu mặt không? Không, luật nhân quả bày ra hết tất cả mọi điều chúng ta, mà chỉ bởi vì ta đọc không được thôi. Chứ luật nhân quả bày ra trước mặt ta hết. Giống như là một người không biết chữ, giờ có người nói với bây giờ đây là cái cách sử dụng cái máy ha, đây cuốn catalog hướng dẫn nè. Cái người này không, tôi thấy đâu có hướng dẫn gì đâu. Là như vậy cái người này sao? Không biết chữ, phải không? Vì không biết chữ cho nên cứ cầm cuốn catalog lên không thấy gì hướng dẫn mình trong đó hết. Chứ còn cái người biết chữ thì sao? Biết rõ cái catalog này, máy này phải dùng như thế nào. Thì luật nhân quả cũng vậy á, bày hết ra mọi cái, bày hết ra trong cuộc đời này hết. Cái người mà họ biết đọc hoặc đọc ra được hết nhân quả trong cuộc đời, trong con người, trong từng cá nhân và trong đại thể của xã hội luôn, họ đọc ra hết, không giấu điều gì hết. Ví dụ như tướng số của ta cũng là cái nhân quả của ta hiện ra. Có những người mà muốn sửa tướng thì là muốn sửa nhân quả, nhưng mà sự thật là dù sửa gì sửa rồi nó vẫn như vậy thôi. Bây giờ ta nói bình thường là trước hết nhân quả nó hiện ra nơi tướng mạo của ta. Tướng mạo ta như thế nào là nhân ta như thế, quả ta như thế. Ví dụ như một cái người mà cánh tay bị ngắn quá, quý Phật tử nghĩ nhân gì ngắn tay? Nhân quả nói hết là tại ta đọc không ra thôi. Bây giờ mình thử đọc một cái. Ví dụ cái người tay ta bình thường dài thế này, có người ngắn phân nửa thôi. À, tại sao? Quý Phật tử nghĩ coi. Tại sao? Tại vì kiếp trước làm sao? Không có ráng làm việc, không ráng thò tay làm việc, đúng không? Mà nếu cái người không ráng thò tay làm việc thì có phước không? Thì kiếp này giàu hay nghèo? Rồi, đúng không? Nhân thế và quả như thế. Trong tướng mạo có nói như thế này, một người nào mà nếu đứng tay dài quá gối thì người đó sẽ rất là giàu. Thầy không có dài quá gối, nhưng mà có người dài quá gối như Lưu Bang hoặc là Abraham Lincoln của Mỹ, tức là người đó rất là vinh hiển. Nếu đứng xuôi mà tay dài quá gối thì như vậy nghĩa là đời trước làm sao? Cái tay đó làm sao? Cứ ráng làm, cố gắng làm rất nhiều việc, cho nên bây giờ nó hiện ra cái nhân là tay dài. Tại vì cái gì thò vô, gì cũng thò vô làm hết trơn, thì đời này được phước vinh hiển, đúng không? Đọc được chưa? Đó, chỉ ra một câu đó, một chữ, rồi nhiều cái khác nữa. Ví dụ nhìn đôi mắt thấy một người dữ thì như vậy cái nhân đời trước là sao? Dữ, ác hay giận hay sân, đúng không? Và bây giờ nó in lại trong đôi mắt thì như vậy quả báo người này sao? Sẽ gặp những tai nạn. Cho nên ta nhìn một người bình thường, ta thấy đôi mắt dữ, ta biết ngay đời người này sẽ lận đận, sẽ có nhiều cái tai nạn. Có thể nhân quả nó nằm chỗ khác nữa, nhưng mà nó là như vậy. Hoặc là ta nhìn một cái người mà cái miệng nó quá xấu thì như vậy đời trước là người này dùng cái miệng sao? Chửi bậy, nói bậy, phải không? Đại khái như vậy. Thì cái nhân như vậy kiếp này sao? Tùy cái người đó dùng cái miệng đến mức độ nào. Nếu chỉ là hạ danh dự người khác thì sẽ bị người ta mắng lại thôi. Còn nếu cứ dùng cái miệng để vu khống mà mưu hại người ta, sau này đời mình thê thảm luôn, sẽ nghèo khổ, sẽ không cơm ăn, không áo mặc. Cho nên cứ nhìn miệng ai mà đẹp thì mình nói ngay làm sao? Cô á là có cái lọc trời cho, không bao giờ đói. Tại biết ngay bị cái người này hễ miệng đẹp thì đời trước nói toàn điều tốt, nói toàn điều tốt cho mọi người. Cho nên đời này sẽ có cái phước, mà hễ người có cái phước thì có cái lọc, có của ăn, có của để. Nên mình nhìn bói là không có trật, mà thầy cũng chuyên gia bói kiểu đó à. Có người đến gặp thầy nói, thầy coi con làm sao, thầy đâu có coi bói đâu. Thầy nói ngay, à em sẽ thành công ha. À, nhưng mà miệng em nhỏ quá cho nên trong lòng em có một cái chút hẹp hòi trong, nên phải ráng mở lòng ra, thương yêu con người thật sự, giúp ai giúp tận tình thì sau này nó sẽ vượt qua được cái giới hạn của thành công nhiều hơn là mình mong đợi. Nên ta thấy những người mà nói, tại sao nói đàn ông miệng rộng thì sang, thì miệng rộng tức là cái người đó tâm đời trước tốt. Đàn bà miệng rộng thì sao? Đàn bà miệng rộng vẫn sang luôn, nếu theo nhân quả. Không, thầy nói thật, phụ nữ miệng rộng vẫn sang luôn, bởi vì theo nhân quả miệng rộng là đều là người đời trước hào phóng hết. Cho nên đừng có nghĩ là miệng rộng tan hoang cửa nhà rồi cứ cười cứ chúm chím, không có đâu, cứ cười thoải mái. Đó là nói nhân quả mình. Bây giờ nói cái nhà của mình ở cũng vậy. Ví dụ cái người mà họ tinh ý như là ông thầy địa lý vậy, ông thầy địa lý cũng là một người loại mà đọc nhân quả thôi. Ông bước vô nhà mình, ông thấy cánh cửa đặt như thế, lối đi như thế, phòng thế, cửa nẻo như thế, ông biết nhân quả nhà sẽ ra sao. Trong nhà này có hòa thuận hay không, làm ăn sẽ phát đạt hay không, mọi chuyện có thuận lợi hay không, nhìn ra liền. Ví dụ cái lối đi đi nó khúc khuỷu, nó khó, bị vướng thì biết là cái gia đình này làm ăn có trục trặc. Còn thì bước vào nhà, từ cái lối đi ngoài cổng vào cửa vào nhà, ngồi trên ghế hay bước nhà bếp, nó thoải mái, nó không vướng víu, bố trí rất là hợp lý,
biết ngay nhà này làm ăn suôn sẻ, chỉ vậy thôi, địa lý là vậy đó, không có phải là khó chịu, không có phải là cái gì bí hiểm lắm đâu, không cần phải bếp phải nhúc qua này nhích qua kia cho nửa độ mấy độ gì, không đúng không? Nghĩa là mọi chuyện mà ta thấy hợp lý, dễ sinh hoạt, gia đình sẽ thuận tiện. Hoặc là vào thấy nhà nó cứ ngăn cách, nó không có cái phần nào nó ra phần nào, biết gia đình không có hòa hợp với nhau, mỗi người sẽ là một cái thế giới riêng. Còn bước vào nhà thì nó có một cái chỗ để mọi người thường hay tụ lại gặp nhau, cái đó biết gia đình này thương nhau. Nhân quả là vậy, nên nhân quả không có giấu mặt, nhân quả bày ra hết trong cuộc sống của ta mà ta không để ý. Thì có một cái người đệ tử đi tu, đến nhà người đó thấy có cây ổi, trước sân nhà có cái ổi, mà cái ổi tự nhiên nó cúi xuống, nó quỳ dưới đất á, chứ nó không đi thẳng lên, mà tự nhiên nó gục xuống, nó mọc cái đất đi lên. Thì cái cô đệ tử nói, thưa thầy, lúc trước á, có một cái ông già, ông đến nhà con, ông nói với ba con, nhà có cây ổi quỳ là trong nhà sẽ có người đi tu, rồi đúng là con đi tu. Như vậy cái cây ổi mà nó quỳ như vậy là có người đọc ra, còn ta không biết, ta không đọc ra, giống như ta bị mù chữ, nhưng có người họ đọc ra được, họ thấy cái dấu hiệu đó, biết nhà sẽ có người đi tu, có cây ổi quỳ đó. Nhân quả không có dấu, nhân quả bày ra hết mọi chuyện, người ta trở thành tướng số hay thành cái môn địa lý nào đó vậy thôi. Ở đây thì ta nói thế này, là nếu một cái người mà tướng tốt thì người đó cuộc đời họ sẽ ra sao? Sung sướng may mắn. Cái người tướng tốt khác mà người tâm tốt khác nha. Cái người tướng tốt là đời họ sẽ nhiều may mắn hạnh phúc, còn cái người tâm tốt thì họ sẽ làm được nhiều việc lành. Sau khi làm nhiều việc lành rồi, đời họ sẽ sung sướng, tức là họ đi qua mấy giai đoạn. Còn cái người tướng tốt là hưởng liền, tại vì nhân quả nó bày ra rồi, cái quả nó bày ra nơi tướng rồi, cho nên đời người đó bắt đầu vào hưởng luôn. Còn cái người tướng chưa tốt mà chỉ có tâm tốt thôi thì họ sẽ làm được nhiều việc lành cái đã, rồi bắt đầu cái tướng nó mới hiện ra, lúc đó cái quả báo bắt đầu mới hiện ra sau nữa. Nó là cái chuỗi như vậy. Vì nếu cái người tướng tốt mà tâm cũng tốt thì sao? Tướng vừa tốt mà tâm tốt thì sao? Tức là người đó đời họ sung sướng mà họ cũng sẽ làm được nhiều việc lành. Đây là con người lý tưởng nhất, phải không? Ta cũng mong cho ai cũng như vậy, tướng ta tốt và tâm ta tốt thì đời mình không có cơ cực mà mình vẫn luôn luôn làm điều lành. Rồi còn cái người mà tướng tốt mà tâm xấu thì sao? Tướng tốt mà tâm xấu thì sao? Trên đời có người đó không? Có người tướng tốt mà tâm xấu đó. Hại người này hại người kia, hách dịch xì xằng. Thì người đó đời họ sung sướng á, nhưng họ sẽ làm nhiều việc xấu. Rồi sau này thì sao? Đời sẽ khổ lại, đúng. Rồi cái người mà tướng xấu mà tâm tốt thì sao? Tướng thì xấu, tâm tốt, tức là người đời người đó làm sao? Cực. Nhưng mà người đó sẽ làm được nhiều việc lành, rồi sau này sẽ sướng như vậy. Còn người tướng xấu, tâm xấu luôn thì sao? Biết đi về đâu, phải không? Bởi vì họ không có phước đời trước nè, nên đời này không có gì hưởng. Mà cái tâm mà xấu rồi họ cũng không làm được việc lành cho mai sau nữa, nên không biết đi về đâu, là cứ đi xuống, họ có thể đọa luôn súc sinh, rất là đáng sợ. Nên ta thấy người nào mà họ tướng họ không tốt rồi, tướng xấu rồi, mà tâm họ xấu nữa, thì nên cố gắng thương họ, độ cho họ. Vì nếu mà không có ai thương họ, độ họ Phật Pháp, họ có thể đọa súc sinh đến kiếp sau. Còn cái người ví dụ như họ tướng là xấu mà tâm tốt, ta không sợ, từ từ đời họ sẽ đi lên. Rõ ràng như vậy. Nên luật nhân quả tuy không nói tiếng nào, nhưng mà biểu hiện cùng khắp, chỉ vì ta không nhìn tới mà thôi. Nhưng mà tại sao nhiều người ngại nói tới luật nhân quả? Ví dụ bây giờ ta gặp nhà khoa học, ta nói tới luật nhân quả thì các ông đó có thể trong bụng có tin mà cũng không muốn nói tới. Hoặc là ta gặp một người cán bộ viên chức nhà nước, người ta nói tới luật nhân quả, có thể vì đó cũng tin nhưng mà cũng không muốn nói tới. Tại sao vậy? Tại vì hễ nói tới nhân quả là nói tới luân hồi, kiếp trước kiếp sau. Mà nói tới luân hồi là biết ngay là con người có kiếp trước, con người có kiếp sau, vấn đề nó phức tạp lên liền, phải không? Là cái nhân sinh quan, cái vũ trụ quan bỗng nhiên nó phức tạp trùng trùng liền. Chứ nó không còn đơn giản là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu nữa, mà liên quan tới kiếp trước anh làm điều gì, kiếp trước là ai, kiếp sau nữa, vấn đề phức tạp lên. Mà nội nhân quả không thì chứng minh chưa ra rồi, bây giờ bày đặt đòi phải chứng minh thêm luân hồi nữa, nên ai cũng sợ trốn luôn. Nên vì vậy mà ta nói tới cán bộ viên chức nhà nước về luật nhân quả, mấy ông cũng tin, cười cười không dám nói, tại nói nó bày vấn đề ra phức tạp quá. Hoặc là gặp một nhà khoa học, chúng ta nói, mấy ông cười cười, mấy ông cũng tin, mà không dám nói, tại bắt nói là tới luân hồi nữa. Rồi so với quan điểm của các tôn giáo khác nó cũng khác luôn nữa. Tại vì có những tôn giáo họ không biết luân hồi, không biết nhân quả, nên tự nhiên bây giờ là ta nói tới luân hồi nhân quả làm cho các tôn giáo khác họ cũng nhiều khi nghĩ ngợi, đôi khi họ khó chịu. Nên chính vì vậy những người mà họ đứng ngoài tôn giáo họ ngại nói tới, vì khoa học chưa chứng minh được. Rồi bây giờ ví dụ có một người nào đó tuyên bố tin nhân quả, tin luân hồi thì giống như một mình chống mafia, tại bao nhiêu người chưa tin mà cứ một người nói hoài thì rất là vất vả. Vì vậy người ta ngại nói tới. Nhưng mà ta thấy thế này, thực ra trên thế giới có nhiều tôn giáo. Vì sao có nhiều tôn giáo? Bởi vì giáo lý khác nhau, phải không?
theo luật pháp của thế giới cũng như luật pháp của Việt Nam thì tôn giáo nào cũng được tôn trọng, vì đó luật ai cũng được tự do tín ngưỡng như vậy. Nhưng mà sự thật, cái tự do tín ngưỡng, cái tự do tôn giáo nó là một sự bất lực của khoa học và chính quyền, chứ nó không phải là cái hay. Ta không biết, ta cứ đòi là phải tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, nhưng mà đâu biết rằng nó chính là một sự bất lực của khoa học và của chính quyền. Tại sao gọi là sự bất lực của khoa học, của chính quyền? Tại vì thế này, ví dụ bây giờ có một tôn giáo nói rằng mọi việc trên đời do nhân quả chi phối, một tôn giáo khác nói không, có một ông thần, ông chi phối. Nhưng hai cái đó khác nhau, vì hai cái đó khác nhau thì phải có một cái đúng, cái sai. Đồng ý không? 2 cộng 2 là 4, người nói không, 2 cộng với 2 là 4 rưỡi. Thì hai cái đó phải có một cái đúng, cái sai, phải không? Hoặc là cả hai cùng sai. Ví dụ nói tôi nói 2 cộng 2 là 3, không, tôi nói 2 cộng 2 là 5. Cả hai đều sai. Như vậy khi có hai cái khác nhau thì nó sẽ có hai cái đáp án xảy ra. Thứ nhất, một đúng một sai. Thứ hai, cả hai đều sai, phải không? Bây giờ trách nhiệm của khoa học và trách nhiệm của chính quyền là đi tìm cái gì cho nhân dân, cho quần chúng, cho nhân loại. Đi tìm cái đúng hay cái sai? Đi tìm cái đúng. Khoa học là đi tìm cái đúng cho nhân loại, chứ không phải nuôi dưỡng cái sai. Chính quyền là đi tìm cái đúng cho dân mình đi theo, cho dân mình sống, chứ không phải nuôi dưỡng cái sai. Nhưng mà bây giờ hai tôn giáo nói ngược nhau thì có cái đúng cái sai. Mà luật pháp thì sao? Tôn trọng cả hai, bảo vệ cả hai. Như vậy là luật pháp có đúng chưa? Đâu đúng. Khoa học đúng chưa? Không đúng luôn. Do đó ta phải hiểu rằng ở thế kỷ ta còn chấp nhận cái khái niệm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, bởi vì văn minh ta còn thấp, loài người còn thấp, nên ta phải đành phải đưa ra là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Chứ một vài thế kỷ nữa, lúc cái trình độ văn minh con người cao lên rồi thì dẹp đi, không có tự do tôn giáo, không có tự do tín ngưỡng. Mà làm sao? Luật pháp buộc con người phải đi theo một tôn giáo đúng duy nhất mà thôi. Bởi vì nếu anh đi sai, anh sẽ sống sai, anh sẽ làm bậy. Do đó, đến ngày mà văn minh nhân loại toàn các quốc gia trên thế giới đều cao lên một đất hết rồi, cấm anh tin điều bậy bạ. Luật pháp cấm liền. Giống như hiện nay có những giáo phái mà tầm bậy, nhà nước lại bắt liền, phải không? Bởi vì đó là điều sai, anh truyền bá cái sai, anh làm cho người ta sẽ đau khổ. Khi một điều sai bị truyền bá thì cái người nào đi theo sẽ đau khổ và làm người chung quanh đau khổ. Nên do đó, ngày nào đó cái văn minh con người cao hơn, nền khoa học tiến bộ hơn, chính quyền vững vàng hơn, không còn có cái chuyện tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng nữa. Mà lúc đó có một cái luật pháp hẳn hòi, anh chỉ được quyền tin một cái tôn giáo nào đúng nhất mà thôi, chứ không có là đạo nào cũng như nhà đạo nào. Tới ngày đó hết chuyện đó rồi. Bây giờ là ta còn lạc hậu thì tôi đành phải dĩ hòa vi quý, ta phải hiểu điều đó, chứ không phải như vậy đâu. Nhưng bây giờ một ngày nào đó khoa học tiến bộ lên cao, buộc phải đối chiếu các tôn giáo với nhau để tìm ra một tôn giáo đúng nhất cho nhân loại. Tới ngày đó sẽ xảy ra, ta hãy chờ, hãy đợi đấy. Ngày đó sẽ xảy ra là các khoa học sẽ đem cân các tôn giáo lên bàn cân hết, xem cái tôn giáo nào đúng nhất để cho nhân loại đi theo. Không còn có cái chuyện nào là mạnh ai nấy truyền đạo nữa. Nhưng mà ta sẽ biết điều này. Trong các tiêu chuẩn để chọn cái tôn giáo đúng nhất, sẽ có cái tiêu chuẩn nào làm căn bản? Tiêu chuẩn nào làm căn bản? Ai nấy đúng được thì thưởng một cành bông. Sẽ có cái tiêu chuẩn nào làm căn bản? Nhân quả chính xác. Ai nói câu đó? Đúng như vậy. Một ngày nào đó mà thế giới họ đem các tôn giáo ra họ cân để chọn một tôn giáo đúng nhất, thì tiêu chuẩn căn bản để lựa là luật nhân quả. Đó. Vì sao vậy? Bởi vì thế này. Ví dụ như ta có nghe ở cái một cái nước đó có một người họ gài cái bom tự sát quanh người họ, phải không? Họ đến cái chỗ đông người, họ bấm nút nổ một cái, họ chết và những người chung quanh chết hết. Tại sao họ làm điều đó? Tại vì cái ông giáo sĩ mà dạy họ đó nói rằng là họ giết người, giết chết nhiều người vô tội như vậy, họ làm đẹp lòng Thượng Đế. Cho nên sau khi họ chết xong trong trận đó, họ sẽ được về trời sống bên cạnh Thượng Đế. Vì cái ông giáo sĩ ông dạy tầm bậy như vậy, dạy không đúng nhân quả. Còn nếu mà luật nhân quả được đem dạy khắp nơi thì nó sẽ nói rằng khi một người chết thì bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người, nhiều người chung quanh đau khổ. Trong gia đình ta đau, nỗi đau không nguôi, thà là già bệnh chết, mình thấy cái chết trước mắt theo đúng quy luật mình đỡ buồn. Người đó già bệnh từ từ héo hoắc nằm chờ chờ rồi chết, mình ít buồn tại vì biết trước và đó là quy luật. Còn đang sống với nhau vui vẻ, yêu thương nhau, nương tựa với nhau, làm kinh tế để đỡ đần cho nhau, hôm sớm bỗng nhiên người lăn ra chết thì bị ôm bom đánh chết, gia đình cực kỳ đau khổ. Như vậy cái chết một người, người đó đau khổ trong cõi chết rồi, cả gia đình người đó đau khổ, bạn bè người đó đau khổ, cơ quan công ty đồng nghiệp người đó đau khổ. Một người chết rất nhiều người đau khổ, mà đánh bom tự sát như vậy rất nhiều người chết thì cái nỗi đau nó tràn ngập hết. Thì một cái người ôm bom chết như vậy, giết bao nhiêu người như vậy, họ sẽ lãnh hết tất
cả đau khổ của mọi người dùng vào cuộc đời của họ, thì đời này và nhiều đời sau họ phải chịu vô vàn đau khổ theo đúng nhân quả. Nhưng bởi vì cái tôn giáo nó không dạy nhân quả, mà chỉ tin ông giáo sĩ là đem bom giết người vô tội thì được lên trời, nên họ ta điên cuồng làm bậy. Nên do đó một ngày nào đó khi mà đem cân các tôn giáo để chọn tôn giáo đúng nhất, người ta buộc phải có luật nhân quả. Và có luật nhân quả rồi mới không có những người cuồng tín mà giết những người vô tội khủng bố như thế. Người mà terrorist khủng bố cuồng tín như vậy, vì họ không biết nhân quả. Họ cứ nói tại sao giết người mà lại là đẹp lòng thượng đế được, nó mấy tay giáo sĩ nó dốc làm gì có chuyện đó. Còn nếu căng trên nhân quả, không cần giáo sĩ nào hết, ta chỉ tự xét nhân quả thôi, ta đem bình an đến cho con người ta mới được bình an. Còn ta đem đau khổ đến con người, chết chóc đến con người, ta sẽ bị trừng phạt. Mà nếu bây giờ người ta nói không đâu xa, trên đất nước Việt Nam ta thôi, nếu mọi người dân đều tin được nhân quả hết thì bọn khủng bố sẽ không chen vô được. Ví dụ bây giờ có một người nào đó ở nước ngoài hay vô, họ thấy một người kia nghèo, họ nói bây giờ tôi cho anh 10.000 đô, anh đem trái bom anh đặt ở cái chỗ đông người trong cái ngày lễ đó, anh bấm một cái, anh không chết đâu, nhưng mà tôi cho anh 10.000 đô. Cái người, nếu cái người nghèo kia mà không biết nhân quả, làm không? Làm liền, tại không biết nhân quả. Nhưng mà may mắn là trước đó một tháng họ có biết nhân quả, vừa mới được tháng thôi, thì người kia xúi họ 10.000 đô, họ dám nhận không? À không, vì họ biết là sau cái bấm một cái mà nhiều người vô tội chết, rồi cả mấy trăm mấy ngàn người đau khổ chung quanh cái chết đó, thì cái khổ đó dồn lên cuộc đời họ không chịu nổi. Nên 10.000 đô quá nhỏ, họ không dám đánh đổi, họ từ chối liền, và có khi báo công an luôn. Nên vì vậy ta thấy nếu một đất nước mà ai cũng biết nhân quả hết thì cái khủng bố phá hoại bên ngoài không chen vô được. Giờ ta thấy như Thái Lan, miền Nam Thái Lan theo Hồi giáo cứ đánh phá vào, giết các chùa, giết các Phật tử, chặt đầu những người Phật tử, giết các nhà sư mà họ tin rằng họ làm điều đẹp lòng Thượng Đế, chỉ bởi vì họ không tin nhân quả. Nên do đó ta thấy rằng phải đem luật nhân quả mà truyền bá rộng rãi giữa cuộc đời, chỉ cho con người thấy nhân quả đã bày hiện khắp nơi, chứ không phải là giấu mặt, để cho con người biết kiềm chế chính mình, đóng góp vào cái điều tốt cho cuộc đời này, chứ không làm điều bậy. Đây là cái lý tưởng của người đệ tử Phật. Dĩ nhiên như ta nói từ đầu là khi ta nói về nhân quả, ta phải nói cho tới nơi tới chốn là như vậy. Còn luật nhân quả thì rất là công bằng và bày hiện khắp nơi. Vừa rồi có một thầy ở Canada đi với mấy thầy lên trên núi thăm. Thầy đó cũng tên là Viên Giác, thầy trụ trì ngôi chùa, một cái tu viện ở trong rừng. Thầy này cũng tu rất là tốt. Thì thầy mới mời thầy đó nói chuyện với đại chúng. Thì ông kể câu chuyện này, kể câu chuyện xong mình phải giật mình liền. Ông nói ông có biết một cái cô đó là người Canada, và cô có làm một cái đề tài tiến sĩ gì đó về Phật giáo Hàn Quốc. Nên cô bay từ Canada qua Hàn Quốc, cô đến một cái tu viện ni, cô học hỏi. Thì sau khi đến cái tu viện ni đó, cô học hỏi một thời gian, cô đạt được cái pháp vị, được cái yêu thích Phật Pháp, cô xuất gia luôn, cạo tóc, mặc áo luôn, xuất gia. Thì sau khi đó thì có cái việc cô mới rời cái tu viện đi về phố. Thì vừa thấy cô xuất hiện thì những người dân ở Hàn Quốc họ đến, họ chửi mắng, họ nhục mạ, họ xua đuổi. Họ nói những tu sĩ Phật giáo đi ra khỏi thành phố này, hãy về rừng mà ở. Cô mới ngạc nhiên, cô mới hỏi những người đồng tu, những ni cô. Mấy ni cô kia mới nói, dạ từ khi tin lành họ đã truyền đạo hết khắp trên đất nước này thì Phật giáo không còn đất sống. Họ tổ chức những cái nhóm người, hễ mà phát hiện một tu sĩ Phật giáo ở đâu là cái họ kéo tới, họ chửi mắng, họ nhục mạ, họ xua đuổi, nhằm để diệt tận gốc đạo Phật, không còn cho tồn tại, phục hồi trở lại trên đất nước Hàn Quốc nữa. Quý Phật tử nghĩ sao? Mà Phật giáo Hàn Quốc rất giống Phật giáo Việt Nam. Chúng ta thấy có những tôn giáo như vậy, họ không có khoan dung với tôn giáo khác. Một khi họ đã chiếm được thượng phong rồi, họ diệt đạo Phật liền. Còn đạo Phật ta thì ngược lại, đạo Phật ta không có tranh hơn tranh thua. Vào thời xưa cũng vậy, đó là các vị tu sĩ đạo Phật vậy, nhưng mà thấy những người khác theo đạo Nho vẫn vui vẻ hoan hỷ, tại vì vẫn tìm cái hay của đạo Nho để tôn trọng. Ví dụ dù người đó không tin Phật, nhưng mà người đó vẫn làm người quân tử, nhân lễ nghĩa trí tín, nên các sư ta vẫn tôn trọng. Rồi đến khi cái đạo Kitô truyền vào, rồi thấy thôi nó cũng là cái điều răn các ngươi đừng ngoại tình, đừng có giết người, đừng trộm cắp, thôi cũng có điều tốt, thôi cũng ráng tôn trọng. Nên là đạo Phật ta khoan dung với mọi tôn giáo, ráng tìm cái hay của họ để khoan dung. Nhưng mà họ có khoan dung với đạo Phật không? Không. Vào thời Pháp thuộc, Pháp
diệt đạo Phật từ từ, tan nát hết luôn, không còn gì hết. Mà hiện nay tại Hàn Quốc vậy, khi Tin Lành đã chiếm được hết rồi, họ làm cho Phật giáo không còn ngóc đầu dậy nổi nữa. Chỉ có đạo Phật mới khoan dung được các tôn giáo khác. Còn các tôn giáo khác trong đầu họ đều mưu tính tham vọng và thủ đoạn, không khoan dung với đạo Phật. Đây là điều ta phải hiểu. Mà ta muốn tránh cái điều tai họa sau này thì ta phải làm gì từ bây giờ? Ta phải đừng để cái tình trạng đó xảy ra. Đừng để tình trạng một cái ngày mà cái người tu theo Phật không còn đất sống, bằng cách là từ bây giờ ta phải nỗ lực truyền bá Phật Pháp. Truyền bá cho ai? Thứ nhất, cho người chưa biết gì hết về tôn giáo. Thứ hai, cho ai? Cho những người của tôn giáo bạn luôn. Họ đã theo đạo khác rồi, ta vẫn tìm cách làm cho họ phải yêu quý đạo Phật, thấy đạo Phật hay thực tế trong cuộc đời của họ. Đừng có chống đạo Phật mà mang tội. Chúng ta phải nói cho họ ngọn nguồn nguyên ủy để họ hiểu được mọi điều. Nên nếu mà ta đến với những người bạn của ta ở tôn giáo khác mà ta giúp cho họ hiểu được Phật Pháp, ta có công đức rất lớn. Vì ta chặn đứng được cái ngày mà tôn giáo họ trở nên mạnh và trở nên tàn bạo, bất khoan dung. Từ bây giờ ta phải có bổn phận như vậy. Quý Phật tử đồng ý không? Đồng ý nha, cố gắng với thầy. Đây là trách nhiệm đối với tương lai. Bởi vì nếu ta không làm điều này thì 50 năm sau ta không còn có dịp để tổ chức lễ Phật đản nữa. Vì đạo khác chiếm hết rồi. Và đất nước ta trở thành đất nước gì rất là xa lạ, không còn là đất nước của ta nữa. Do đó, từ ngày hôm nay, mỗi người phải nỗ lực. Một năm ta truyền đạo được mấy người? 10 người nha. Ta làm cho được 10 người về quy y chùa nha. Mà nhất là những người của tôn giáo bạn mà họ về quy y nữa thì càng số dách. Vẫn có, không gì đâu. Nên nếu mà ta nỗ lực từ bây giờ thì 50 năm sau lễ Phật đản sẽ còn lớn gấp bội lần bây giờ nha. Mọi người hãy hứa với nhau điều này nhân ngày Phật đản hôm nay. Là xin chúc cho quý Phật tử trong mùa Phật đản này mọi người được yên vui, được hạnh phúc, gia đình ta được may mắn, phát đạt, thành công, ta làm được nhiều công đức, việc tu hành ta được tiến bộ, và hứa với Phật là ta sẽ đem Phật Pháp truyền khắp mọi ngõ ngách của trần gian này để 10 năm sau ta cùng nhau làm cái lễ Phật đản lớn gấp bội lần bây giờ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.